Hello everybody, welcome back to my Horogos Gaming channel. Xin chào, nó quay trở lại kênh Horogos Gaming của mình trong chương trình thì ngày hôm nay. Hãy bắt đầu tựa game đầu tiên trong video này cùng các bạn nào. Scary Teacher, bạn đi. Let's go. And play now. Special trapping. Fun invention. And flying up. Let's go. My masterpiece! I'll surely win the contest now. So what if I didn't paint it? No one needs to know that little bit. Okay, let's go. Water. Cần lấy hai đôi mắt của con cậu này. Máy trong phim Okay, one more right now. Set up, set up. Peasants, feast your eyes on my masterpiece! Ta-da! Subway Surfers. Let's go.
sao hôm nay bắt đầu chiếc đề gọi chị chị gì hoàn thành chơi lên xa lên được ạ. Thank you.
như vậy là Daily Challenge thì nó hoàn thành xong rồi, cầm lít. Ok, mình sẽ tập được từ đây gọi nhé. Grammy Wood. Ok, sau đây là các bạn chuyển qua tình tiếp theo nào. It's Hello Rainbow. Let's start with so. Đây là những vật dụng đầu tiên mình cần phải lấy được ở trong bản đồ này các bạn. Mấy chiếc vàng này là vậy.
接下来继续爬来。 这个头像很难的吧。
let's go. Mọi diễn biến tiếp theo sẽ để xem lần sau khả báo của các bạn nhé. Còn bây giờ sẽ là tự nhiên tiếp theo này. Marty Macross. Let's go. Các bạn nhân vật chính diện trong lần chương ngày hôm nay nào các bạn.
khá đơn giản những người là người của tôi bạn nhé. Mình sẽ gọi cho quả tình tiếp theo nào. Ice cream 3. Let's play. Here we go. Cùng mình đi kiếm con ngựa gỗ đầu tiên trong trò chơi nào bạn.
Tìm cách chơi thác ở đây và tiếp tục mọi người. Mình sẽ cùng chuyển qua tiếp theo nào. Slenderina the Challenge 2. Husky. Bom,
ましたよ。以上の結果です。
cho con Tư. Tricky ground times.
cái cảnh mà khi cho đùa và giải cứu với bạn thì thằng này lập tức không? Lên tầng 6 nào. Oh my God, be careful. Okay, khá rất dài các bạn, mình sẽ phải dần dần để chuyển sang tình hình tiếp theo nào. Time starts. Thank you.
thật ra tôi được cuối cùng rồi. Từ thank you.